Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Thì trước mặt các bác đây là một quy trình sản xuất mà em dám chắc rằng rất ít cơ sở và rất ít bác có thể thấy được trực tiếp những cái hình ảnh này ở trên YouTube. Khi các bác đặt hàng hoặc là các bác đến cơ sở ấy, thì các bác thường thì thấy được một là gỗ, hai là những cái sản phẩm người ta hoàn thiện phần thô rồi và các bác ký tên và các bác đợi đến ngày người ta giao đến cho bác. Nhưng mà các bác không bao giờ thấy được cái quy cách sơn của người ta như thế nào và cái quy cách làm sản phẩm của người ta ra sao. Thì chỉ với Đồ Gỗ Gia Vũ bên em thì em sẽ quay cho các bác từng tận chi tiết lại những quy trình sản xuất, quy trình hoàn thiện để lên cho các bác xem và các bác hiểu rõ, nắm bắt kỹ hơn và những cái nhược điểm mà các bác cần biết để tránh phải mua những cái sản phẩm bị lỗi, những cái sản phẩm kém chất lượng. Thì hôm nay em đã đi sâu hơn về cái phần sơn của một cái sản phẩm. Thì trước hết em xin giới thiệu qua cái sản phẩm của một bác khách ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Các bác có thể thấy đây là một chiếc sập thờ chân 24, dài 2m17, cao là 1m27 và rộng là 1m07 các bác ạ. Thì tất cả những cái sản phẩm này đều được làm từ chất liệu gỗ hương đá, cực kỳ là sáng và cho vân cực kỳ là đẹp. Và cái màu gỗ hương đá này, cái phần vân đẹp của hương đá này thì thường lực chủ yếu là sơn PU bóng. Vì sao phải phun sơn PU bóng và cái ưu điểm và cái nhược điểm của thằng PU bóng này như thế nào, thì các bác muốn xem cái video này ấy, thì các bác nhớ là ấn đăng ký kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ và ấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận thông báo video. Hoặc các bác ạ, hoặc các bác cứ 6:30 tối hàng ngày các bác lên YouTube, các bác gõ Đồ Gỗ Gia Vũ ra là sẽ thấy mặt em ở trên đó các bác nhá. Thì quay trở lại với cái quy trình sơn, các bác có thể thấy được ấy, là trực tiếp người thợ đang quét lớp sơn lót đầu tiên cực kỳ quan trọng. Cái lớp sơn này được gọi là cái nền móng để có thể quét thêm 4 cái nước sơn nữa các bác nhá, để có thể phun thêm 4 cái nước sơn nữa, tổng cộng là 5 nước sơn đấy. Thì trong đó có 3 lót, 1 sơn và 1 bóng thì mới tạo nên được một cái lớp bảo vệ tốt cho cái sản phẩm của các bác đang dùng, kể cả là đồ thờ hay là bàn ghế cũng vậy các bác. Và các bác nhớ lưu ý cho em hai cái điều này cực kỳ quan trọng mà rất nhiều nhà xưởng là hay chảnh mảng trong hai cái việc này các bác nhé. Đầu tiên là các bác phải đảm bảo cho em là nhà xưởng đó phun đủ cho các bác là 3 lớp sơn lót các bác, đủ 3 lớp sơn lót thì mới đến lớp sơn và lớp bóng. Thì nhiều nhà xưởng thì họ ăn bớt đi 1-2 nước sơn, mỗi nước sơn họ cũng tiết kiệm được vài trăm nghìn rồi các bác, nên các bác chú ý cho em điều này nhé. Thứ hai là những cái mặt sau của những cái sản phẩm, ví dụ như bàn thờ thì có những cái mặt ở bên trong lòng như kiểu là mặt bàn này, dạ riếc ở bên trong này, hay là ở ghế thì ở dưới gầm này, các bác nhớ chú ý cho em là bắt buộc phải bảo họ là phun cho các bác thêm một lớp sơn lót ở bên trong đó để đảm bảo hàng nó chống mối mọt các bác nhá. Các bác nhớ kỹ cho em điều này, là Gia Vũ nói hai cái bước quan trọng là các bác phải nhớ kỹ về sơn đấy. Thì các bác có thể thấy ở đây là từng ngóc ngách, từng cái chi tiết của sản phẩm sập thờ nhà em là đều được em quét sơn lót bằng tay. Thì vì sao phải quét sơn lót bằng tay, thì các bác phải biết ấy, cái lớp đầu tiên là cái lớp sơn lót cực kỳ là dày và là cái lớp nền móng để cho sơn tiếp 4 cái lớp sơn còn lại, nên là tất cả những cái chi tiết phải được quét lót một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Và có nhiều bác sẽ hỏi em là tại sao là không quét, không phun sơn bằng máy. Thì xin thưa với các bác rằng cái lớp này nó khá là nặng là một, và cái thứ hai là những cái chi tiết đục của những cái sản phẩm đồ thờ nó kênh bong, nó sắc nét như thế này, những cái moi móc ở tận ở bên trong thì phải dùng bằng tay và sử dụng những cái chổi cọ theo những kích thước khác nhau thì mới có thể quét hết những cái lớp lót, từng ngóc ngách, từng cái chi tiết như vậy một, để có thể phun được lên những cái lớp sơn lót tiếp theo và những cái lớp sơn màu, sơn bóng lên thì nó mới tạo ra những cái sản phẩm đẹp các bác nhá. Nhanh ở cái bước này thì nó mang đến những cái sản phẩm bị lỗi và cái màu sơn nó không đồng đều và nó không có độ dày bằng nhau thì ảnh hưởng đến cái sản phẩm cực kỳ là nhiều các bác ạ. Thì cảm ơn các bác đã xem hết video này. Các bác nào mà thấy video này hay ấy, mà em chia sẻ thực và thật, thì các bác nhớ cho em một like và một đăng ký kênh YouTube Đồ Gỗ Gia Vũ. Và các bác muốn xem những video tiếp theo về những quy trình sản xuất và những cái mánh khóe của những nhà xưởng làm ăn không uy tín ấy, thì các bác nhớ là bật kênh TV vào lúc 6:30 tối hàng ngày trên kênh YouTube Đồ Gỗ Gia Vũ các bác nhau.